rồi chào toàn thể anh em chào toàn thể các bác nhé lại tiếp tục với một cái video giới thiệu sản phẩm cho anh em đam mê à, là em về được một cái lô một cái lô van lệch superwell đấy van lệch superwell bản xin so nhé bản hộp đỏ anh em nhé bản hộp đỏ này đấy bản hộp đỏ là bản chất lượng cao chất lượng tốt nhất so cho cái dòng van lệch superwell đấy cái dòng van lệch superwell thì nó có ở trên thị trường cũng rất chi là lâu rồi cái văn lệnh thì nó có hai loại một loại super L, poel và một loại là cricket cái loại cricket thì là người ta là ngừng sản xuất cái dây tầm độ là phải một năm rồi đấy thì là cái bản super poel super L nó có rất chia nhiều bản nhá nhưng mà cái bản hộp đỏ này bản hộp đỏ vẫn là cái bản xịn xò nhất này thứ nhất là nó à, cái độ hồi áp của nó cực kìa nhanh nhá đấy được chưa đấy à, thứ hai là nó chống nó tránh tình trạng là xì sọt nhá hao hơi là cực kìa tốt anh em nhá đấy Bản thân cái, cái van này nó đã tốt rồi cho nên là anh anh, anh em chơi là không cần phải độ điếc gì cả. Đấy. Hàng của công ty gửi về để áp cho anh em là áp đây, gần 100. Đấy và cái bên hơi này là 20 20 cân. Đấy, anh em thích chỉnh áp bao nhiêu bảo em là được nhé. À, cái chất lượng của nó thì là quá tuyệt vời thì kéo theo là cái giá thành của nó là cũng phải là là, là tương đối cao anh em nhé cái giá thành của con van lệch super em cái giá thời điểm hiện tại thì em cũng thông báo giá luôn cho anh em là cái giá thì hiện tại đấy nhập đắt thì mới em bán đắt nhập rẻ thì bán rẻ đấy anh em muốn biết giá chi tiết thì alo cho em còn cái giá thì hiện tại cái con văn lệch thì nó là một triệu rưỡi anh em nhé một triệu rưỡi không phải là là ít tiền đâu đấy anh em cân đối tài chính rồi là alo và những số điện thoại trên biển kia cho là shop là được đấy anh em chơi những dòng ben nhé dòng benjamin ed thì dùng con van lệch này là thì là rất sướng nhé à, cái gen của nó là gen 30 nhé gen 30 hỗ trợ trên gen 30 đấy được chưa phụ kiện của nó đi kèm theo gồm những gì thì em cũng nói qua cho anh em đây thứ nhất là một cái nò so này đấy một nò so để anh em thay cái nò so của cái ti xả đấy à, răng sim đầy đủ răng sim từ nhỏ đến to đầy đủ hết trong cái, cái con van này nó có những răng sim nào thì nó thay thế cho anh em là đầy đủ hết nhé được chưa đấy bản là bản công ty Huben nhé bản công ty Huben cũng giống như là những cái loại van như là van thẳng Superel van Clicket xả thẳng đấy cái bản van lệch uh, này cũng là cái bản của Huben nhé đấy công ty Huben đây ở trên cây tờ giấy này là tất cả các loại dòng van mà công ty Huben nó sản xuất đây anh em quan sát đi từ thẳng đi à, từ thẳng van lệch van đờ van z đầy đủ hết nhé đấy bản bản van lệch Superel đấy hộp đỏ nhá hộp đỏ nhá, anh em nhé anh em nên nhớ là bản hộp đỏ nhé còn còn cái bản hộp vàng thì là bên em là không bán đấy chỉ bán cái bản hộp đỏ bản chất lượng là cực kỳ tốt nhé đấy một triệu rưỡi một triệu năm trăm nghìn bao ship là cái giá của cái con văn lệch thời điểm hiện tại cho anh em anh em cần mua bán thì cứ alo hoặc là nhắn tin cho shop và những số điện thoại trên biển à, góc màn hình nhé anh em muốn rõ chi tiết hình ảnh hay là video add zalo trực tiếp những số đó cho em là được cái video ngắn giới thiệu sản phẩm đến đây là kết thúc à, xin chào anh em nhé hẹn anh em vào những cái video tiếp theo